Kính chào quý vị khán giả và quý bà con, Kim Quý và Thi Phước vui mừng khi được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay ngày 22 tháng 5, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị và bà con những thông tin liên quan đến câu chuyện sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Đức Trọng kiến nghị nhiều giải pháp triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Băn khoăn đầu ra cho cây lúa Nhật tại Kiên Giang. Tìm hướng xuất khẩu cho trái sầu riêng chính vụ tại Đắk Lắk. Con số hôm nay, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc giảm mạnh. Chuyện nhà nông, câu chuyện sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới OCOP, huyện Đức Trọng đã bình chọn được 11 sản phẩm tiêu biểu đạt các tiêu chí như là sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ do người Việt Nam làm chủ, có chứng nhận chất lượng sản phẩm, có nhãn hiệu sản phẩm đúng quy định, v.v. Với những tiêu chí nói trên, các doanh nghiệp đang hoạt động trên lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản như rau, nấm, khoai lang, chanh dây, v.v. đã được chọn tham gia chương trình. Hiện huyện Đức Trọng đã lên kế hoạch tác động, hỗ trợ các đơn vị giai đoạn từ nay đến năm 2020. Thực tế triển khai này, địa phương kiến nghị để chương trình mỗi xã một sản phẩm phát triển như mong đợi, cần ưu tiên nguồn kinh phí từ nhiều chương trình và ngân sách nhà nước để hỗ trợ các sản phẩm thế mạnh phát triển. Huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước thông qua liên kết, phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini để tiêu thụ các sản phẩm an toàn. Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân. Cụ thể, qua chương trình 135 với kinh phí trên 5,6 tỷ đồng, huyện Đam Rông đã phân bổ hỗ trợ 36 con bò cỏ sinh sản và 145 máy nông nghiệp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ bắp giống cho trên 100 hộ dân, hỗ trợ phân bón chăm sóc cà phê cho trên 430 hộ dân và hỗ trợ 100 triệu đồng cho 10 mô hình dê bách thảo đang được triển khai trên địa bàn huyện. Qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất trực tiếp cho người nghèo và cận nghèo của địa phương và chương trình 135, bộ mặt nông thôn tại các xã khó khăn huyện Đam Rông đã có chuyển biến tích cực rõ rệt. Người dân dần thay đổi nhận thức về phương thức sản xuất mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và các mô hình sản xuất hàng hóa, sản xuất tập trung để chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Xin được chuyển sang một số thông tin thị trường hoa và nông sản. Thưa quý bà con, nhân mùa lễ Phật Đản, giá một số loại hoa Đà Lạt trong tuần qua tăng nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể, hoa cúc cành 26.000 đồng một chục, tăng 2.000 đồng một chục, hoa đồng tiền 18.000 đồng một chục, tăng 3.000 đồng một chục, hoa đồng màu và đỏ 16.000 đến 18.000 đồng một chục, tăng 4.000 đến 6.000 đồng một chục. Các loại hoa Đà Lạt còn lại như lây ơn, lily đều có giá ổn định so với tuần trước đó. Thưa quý bà con, artichoke đỏ, loại cây xuất hiện nhiều ở Đà Lạt, còn ở miền Tây rất hiếm người trồng. Vậy nhưng một thanh niên ở đồng đất miền Tây đã dám thử sức và quyết tâm trồng thử nghiệm cây artichoke như một cây trồng để khởi nghiệp. Và thật vui mừng là sau một năm trồng thử nghiệm artichoke đỏ trên đất rẫy, thanh niên Nguyễn Chí Hoàng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu thu quả ngọt với lợi nhuận hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trồng thử bước đầu thuận lợi, Nguyễn Chí Hoàng đã mở rộng diện tích lên 2.000 m2, sản lượng 3 tấn hoa mỗi tháng, giá bán 30.000 đồng mỗi ký. Bên cạnh hoa tươi, gia đình anh còn phát triển thêm một số sản phẩm chế biến từ hoa artichoke như mứt artichoke đỏ sấy giòn, mứt sấy dẻo, trà artichoke đỏ, siro artichoke đỏ. Với nhiều lợi ích và tác dụng cho sức khỏe như mát gan, thanh lọc cơ thể, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, mang về thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gấp nhiều lần so với trồng lúa. Quyết tâm gắn bó với artichoke đỏ, hiện anh Hoàng tiếp tục mở rộng diện tích và xây dựng khu tham quan gắn với phát triển du lịch, mở cửa để khách đến tham quan và trải nghiệm. Thưa quý vị, muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Và câu ca dao này chắc hẳn là đã gợi nhớ về mùa nước nổi ở miền Tây với nhiều đặc sản như bông súng cá linh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì giờ đây bông súng không cần chờ đến mùa nước nổi mới có, mà nhiều nông dân ở vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng các diện tích đất trống để trồng bông súng nghịch mùa, giá bán cao, mang về thu nhập khá. Theo các hộ trồng bông súng cho biết, do là mùa khô, nghịch mùa nên sản lượng bông bán ra thị trường rất ít, chỉ vài chục tay mỗi ngày. Bù lại, giá bán khá cao, 80.000 một tay 50 bông. Trong khi đó, mùa nước nổi chỉ từ 40 đến 50.000 đồng một tay.
Theo nông dân, bông súng rất dễ trồng, ít chịu tác động từ các yếu tố thời tiết, chi phí đầu tư thấp, chủ yếu là lấy công làm lợi. Trong khi đó, bông súng rất được ưa chuộng vì không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, là sản phẩm sạch và cũng là nguồn thức ăn dinh dưỡng trong bữa ăn của gia đình. Chính vì vậy, mô hình trồng bông súng mùa nghịch đã mang về thu nhập khá cho người trồng. Liên tục chương trình, băn khoăn đầu ra cho cây lúa Nhật tại Kiên Giang. Con số hôm nay, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc giảm mạnh. Chuyện nhà nông, câu chuyện sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thưa quý bà con, thời gian qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang chạy theo xu hướng trồng lúa Nhật với ước mong sẽ có thu nhập khá hơn. Nhưng hiện nay, hơn 14.000 hectare lúa Nhật của nông dân nơi đây đang chờ thu hoạch mà không biết đầu ra như thế nào. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, bà con trồng lúa Nhật khi đã được doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu, lượng bao tiêu cũng căn cứ theo diện tích, nếu vượt mức cam kết cũng không được thu mua. Sau đây sẽ là những ghi nhận tại địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Trường, nông dân ở xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, trong vụ đông xuân năm 2018-2019, ông trồng 15 hectare giống lúa Nhật DS1, chờ 15 ngày nữa sẽ cho thu hoạch, ước tính năng suất đạt khoảng 7-7,5 tấn một hectare. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thương lái hay doanh nghiệp nào đến thu mua, làm cho ông hết sức lo lắng. Các vụ trước á, là thương lái đã coi trước, đã bỏ cọc trước, năm nay là cái vụ này là còn khoảng 1-2 tuần nữa cắt là hầu như là không thấy người lái nào tới mua. Còn mình điện thì chỉ nói giá hầu như là rất là thấp. Mỗi năm các vụ trước á, là cái lúa DS1 này á, là giá khoảng từ 6.000 tới 6.200, nhưng hiện bây giờ là chỉ còn có 4.500, nhưng mà không có người mua. Theo bà con, lý do trồng giống lúa này vì cho năng suất cao, ít sâu bệnh, nhẹ công chăm sóc, đặc biệt giá cao hơn lúa thường từ 700 đến 1.000 đồng một kilo. Vụ mùa trước mặc dù không ký bao tiêu với doanh nghiệp, nhưng bà con vẫn bán được với giá cao hơn các giống lúa khác. Cho nên trong vụ lúa này, bà con tiếp tục trồng giống DS1 với mong muốn sẽ bán được giá cao. Điều đáng lo ngại là trên địa bàn huyện Kiên Lương có khoảng 18.000 hectare trồng lúa Nhật, chiếm 78% diện tích gieo xạ của huyện. Trong đó chỉ có 20%, tương đương 3.600 hectare giống lúa Nhật được các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm. Còn lại khoảng 14.400 hectare là do nông dân trồng tự phát, không biết đầu ra thế nào. Chuyển sang câu chuyện về tiêu thụ một loại nông sản khác. Thưa quý vị và bà con, còn khoảng 4 tháng nữa, sầu riêng Đắk Lắk bắt đầu thu hoạch chính vụ. Giá sầu riêng Đắk Lắk trái vụ vẫn giữ ở mức cao, song giá sầu riêng dự báo sẽ diễn biến khó lường khi mà phía Trung Quốc, thị trường xuất khẩu chủ yếu của sầu riêng Việt Nam, đã có những quy định mới về nhập khẩu trái cây từ Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tám ở thôn Ea Dông 2, xã Ea Dông, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk có 1,5 hectare sầu riêng. Dự kiến vụ thu hoạch tới năng suất khoảng 80 tấn quả trên 1,5 hectare. Nắm vững kỹ thuật và chủ động chăm sóc cây theo yêu cầu, ông Tám khá tự tin về năng lực sản xuất, song lại tỏ ra lo ngại trước những thông tin về thị trường khi phía Trung Quốc có những quy định mới về nhập khẩu trái cây, nông sản Việt Nam. Lo lắm chứ, bởi vì cái mật độ sầu riêng này là đặt trong đại trà này, quá nhiều rồi. Cho nên là chỉ sợ cái đầu ra nó không ổn định, cũng rất muốn có một cái thương hiệu. Lâu nay, sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc hầu hết qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, theo thông báo từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, tất cả các sản phẩm nông sản và trái cây của Việt Nam phải được kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc rõ ràng như thông tin nhà vườn, nhà xưởng, bao bì phải gửi cho hải quan Trung Quốc, sau đó mới được thông quan. Hầu như tất cả các cái sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc, thị trường chính, đều là tiểu ngạch. Thì thông qua việc mà Trung Quốc đang yêu cầu xuất chính ngạch thì bắt buộc phải có truy xuất nguồn gốc. Đây là vấn đề rất là khó khăn, bởi vì vấn đề truy xuất nguồn gốc nó liên quan tới các giống sầu riêng mà giấy tờ đôi lúc chúng ta chưa được đầy đủ. Cho nên là cái này là cái mà chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan bộ ngành, chính phủ phải xúc tiến làm việc với Trung Quốc để có thể ra những hiệp định giúp cho người nông dân người ta giải tỏa được cái khó khăn đó. Mở cửa thông quan chính ngạch, cơ hội để trái cây nông sản Việt Nam có một chỗ đứng mới tại thị trường Trung Quốc. Song điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cho trái cây nông sản Việt Nam vốn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn bán tiểu ngạch, thương lái vào tận vườn thu gom. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay.
Quý 1 năm 2019, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc tiếp tục giảm thêm 5% và chỉ đạt 239 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Trung Quốc là một trong 4 thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản Việt Nam trên 1 tỷ đô la Mỹ một năm và được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng có tiềm năng tiêu thụ thủy sản lớn. Tuy nhiên, hiện nay, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này liên tục giảm mạnh. Sau khi tăng mạnh gần 50%, giá trị nhập khẩu thủy sản Việt Nam năm 2017 với gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, năm 2018 xuất khẩu sang thị trường này giảm 5% còn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đến quý 1 năm 2019 tiếp tục giảm thêm 5% và chỉ đạt 239 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân là do Trung Quốc siết chặt thương mại mậu biên, cạnh tranh với Ấn Độ và Ecuador trên thị trường tôm. Song song đó, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm xáo trộn thị trường, ảnh hưởng đến nhu cầu, khiến cho đồng nhân dân tệ mất giá. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, trong đó có khoảng 45 đơn vị xuất khẩu cá tra, ba sa và gần 50 công ty bán tôm cùng một số doanh nghiệp hải sản khác. Mặc dù vẫn đứng thứ tư trong top các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam, nhưng tỷ trọng của thị trường Trung Quốc trong tổng xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm rõ rệt từ 15% năm 2017 xuống còn 14% năm 2018 và tiếp tục xuống 12% trong quý 1 năm 2019. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều đổi mới trong tư duy làm nông đã được hình thành. Đây được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Trong chuyên mục chuyện nhà nông hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện xung quanh chủ đề này. Mời quý bà con cùng theo dõi. Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn tỉnh đã có gần 55.000 hectare được ứng dụng các công nghệ canh tác tiên tiến. Thông qua việc áp dụng các quy trình canh tác như VietGAP, GlobalGAP, 3C, UTZ, v.v., nhà nông có thể chủ động được mùa vụ, hạn chế thất thoát đầu tư, tránh lãng phí nguồn nước, nguồn phân và nông dược. Những điều đó góp phần rất lớn để giúp nông dân giảm đầu tư, giảm công lao động và hạn chế ô nhiễm môi trường nhờ lượng phân. Thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp đúng theo nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Với diện tích 1 hectare, trong đó có khoảng phân nửa diện tích đã được làm nhà kính hiện đại, Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp Đà Lạt hiện là một trong những đơn vị có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo. Dựa trên nền tảng đó, nhiều giải pháp canh tác nông nghiệp mới đã được áp dụng, vừa tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, cho chất lượng vượt trội, vừa giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất. Cái nông nghiệp công nghệ cao IoT này thì nó có những cái ưu điểm là nó điều khiển được tất cả những cái điều kiện bất lợi đối với môi trường. Đầu tư lớn như thế này thì cái hiệu quả kinh tế của nó đem lại rất là cao. Tại vì mình đã hạn chế được những cái yếu tố bất lợi đối với cây trồng rồi thì đương nhiên là năng suất nó sẽ cao. Không chỉ dừng lại ở những diện tích cây ngắn ngày, hàng trăm ngàn hecta cây công nghiệp dài ngày cũng được bà con nông dân các địa phương đổi mới trong tư duy sản xuất. Hiệu quả dễ nhận thấy là trên cây cà phê. Với gần 175.000 hectare, cà phê hiện đang là loại cây trồng có diện tích sản xuất lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Do canh tác hoàn toàn ngoài trời, nên nhiều năm gần đây, việc thiết kế vườn trồng với hệ thống cây chắn gió và che bóng đã được nhiều nông hộ tính toán hết sức kỹ càng. Kèm theo đó là việc sử dụng các loại phân bón trong vườn khoa học. Theo đó, thay vì chỉ sử dụng các loại phân hóa học dễ làm chai đất trồng, bà con nông dân đã ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sinh vật có lợi trong đất phát triển, tạo tính bền vững cho môi trường canh tác. Theo như bản thân tôi thì một mẫu là phải đầu tư tới 10 tấn phân cút hoặc là phân heo, ủ oai để tháng 5, tháng 6 bón cho cà phê. Với những nỗ lực đó, nông nghiệp Lâm Đồng đang từng bước hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất nhưng vẫn hạn chế được ô nhiễm môi trường canh tác. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Quý bà con thân mến, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com. hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.